Đỗ Sinh xin chào các bạn. Chúng ta cùng nhau đi dạo khu vực cây thương mại Festival Bonsai Châu Á Thái Bình Dương, Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh. Ở quầy hàng tôi thấy cạnh có một lô tùng La Hán, gốc lớn nhỏ khác nhau, theo đủ các dáng thế. Tôi tham khảo một vài bệ để chúng ta chia sẻ và giao lưu. Khu vực này rất nhiều, chủ yếu là tùng La Hán. Này anh bạn ơi, cái ví dụ như cây tùng này giá bao nhiêu? 40 triệu à? Rồi, 40 triệu cây tùng này. Gốc rất to và côn, lắc đều đẹp thế nhỉ? Bệ dễ cũng được. Đó là các anh ở hội quán bonsai thành phố Sa Đéc. Cứ đi ấy đi, mình lại về tránh cụ Hải để cháy vì ông đang trong lúc đang làm việc, đưa hình ảnh lên mình đi xem hỗ trợ. Ví dụ như là cây sao núi này thì giá bao nhiêu anh? Giá 360. 360 triệu. Yeah. Vâng. Cây sao núi mà các anh đàm đến đạt đến mức độ dăm như thế này, dăm dày kinh khủng khiếp, đẹp không? Sao núi. Sao núi. Vâng, đó là cái dáng đổ. Chúng ta có song hoành, song siêu, thì đây là song đổ luôn. Và cái thân trực đây. Thank you.
đẹp thế nhỉ, nhìn cái bóng này, đem mai ra lộc, rồi lại điểm điểm những sợi hoa, những trái nữa. Ngay đó là ai? 3 triệu. Thế hả? À, mấy thẻ gom ra chưa? Dạ rồi. Dạ, cho em đặt rồi. Hôm nay mở nó ra đặt. Cái mai này mấy chục anh? Dạ cái này 160. 160 à? Dạ, lá chung. Mai lá chung 160 triệu. Vâng, đây là cây me. Chúng ta đang nhìn cái thân bệ cây me đi rất dẻo. Cái me của anh à? Dạ. Hay dạ, của con. Ừ, bao nhiêu tiền cần này? Cái này 12. 12 triệu. Dạ. Tôi thích nhất cái đường đi thân nó dẻo thế nhỉ? Nhiều đẹp hợp lý thật đấy. Vô lúc nào? Vào đây thì vào lâu rồi, vào đến chục ngày rồi, đi miền Tây mà. Sau đó hôm kia thì 14 thì lên đây, về đây. Sau đó ở Hậu Giang thì về đi Kiên Giang, đi Cần Thơ, Hậu Giang, Long An. Mấy cái điểm mà anh em hẹn trước rồi vào đi. Tất cái khu nhà ấy mình vừa chia sẻ cái này rồi. Dạ. Hơn 300. Dạ. Vừa lấy hình ảnh vào đây rồi. Toàn tí khoảng 5 giờ chiều mình phát đây. Dạ. Chủ yếu là cái lượng thông tin cần thiết để cho những người ta có thị hiếu người ta sẽ nắm bắt được. Mà hoàn toàn là làm cầu nối cho các bạn một cách rất là kịp thời đấy. Tìm lấy một vài tác phẩm nữa đi. À, chúng ta lại đến với bệ mai chiếu thủy đây. Rồi. Và cái mai các bạn đang quan sát đây được chủ vườn báo giá là 120 triệu. Đó là các anh thuộc hội quán bonsai thành phố Sa Đéc. À, chúng ta cùng giao lưu với số điện thoại của anh Lâm Trung Nghĩa. Lâm Trung Nghĩa, địa chỉ Đồng Nai, Chánh Biên. À, bữa có rồi rồi. Mình về đấy rồi, mình vào cả vườn của bác Thành, Mười Thành, xong về Chánh Biên với số điện thoại để chúng ta giao lưu 0965 422 557 rồi 0889 679 555. Vâng, đó là hai số điện thoại để chúng ta giao lưu với anh Lâm Trung Nghĩa. À, nhà vườn anh Lâm Trung Nghĩa tôi đã vào làm chương trình rồi. À, cơ sở vườn cây của anh ở ngay chỗ Chánh Biên. Vâng, tiếp đến anh Lâm Trung Nghĩa giới thiệu với ta cây mai dáng đổ này. Tôi xoay cho các bạn từ trên bệ trước. Vâng, là những cây dòng cây có cái đường đi của thân, mặc dù dáng đổ thôi nhưng mà rất nghệ thuật ở những cái điểm nhấn, những cái chuyển hướng như thế này. Ở
Và cái này mà giao lưu thì bao nhiêu tiền hả anh Lâm Trung Nghĩa? Anh báo giá bao nhiêu? 25 triệu hả? Rồi. Cái kia, cũng nói về mai chiếu thủy, bên này có một cái bệ này. Nhìn có nhiều những cái nét mà chúng ta hay gọi là thân quái. Vâng, đây. Cây này lá cũng tầm trung như kia. Tất cả những cái chậu bằng gốm Đồng Nai, men ngọc đã rất là hợp với cây, sẵn về chơi. Với cái giá anh báo giá là 40 triệu. Rồi. Mình lấy 1-2 tác phẩm nữa đi. Ôi trời ơi. Vừa mới gọi điện nhau cách đây được mấy phút. Ừ, chào. Đây là cô này à? Lần trước, chào cháu. Lần trước mình đến vườn nhà các bạn nhưng mà chỉ có gặp mỗi Hào thôi. Ừ. Thế như vậy là mình đang thông tin này nhá. Chắc là anh đấy cũng nói là cũng quen biết Hào. Chiều nay mở tiệc chiêu đãi bọn mình ở trên Di An. Sau đó ngày mai mình làm trọn vẹn số lô cởi của anh ấy. Thì anh ấy có một vài cây ở ngay sát vườn của Hào. Ở bên Mai Chí Thọ thì là anh ấy cũng sẽ sang đấy và ngồi cùng với Hào uống cà phê luôn. Thì mình sẽ thăm vườn Hào luôn. Đấy, lúc anh ấy đưa mình đến đây thì trên đường đi mình điện cho cậu đấy nhá. Thống nhất sáng mai khoảng 8 giờ nhé. Mình làm nhà anh ấy ăn sáng xong thì hoặc là sang đấy ăn sáng. Thì Hào ra. Ra xong mình sang vườn đấy nhá. Mãi làm quá không để ý. Anh Hào hay nói chuyện về anh. Rồi. Vì lần trước hai anh em đã ngồi giao lưu với nhau rồi. Thế nhá. Thôi thì cứ đi. Hai vợ chồng con gái đi dạo đi. Rồi, chào cháu. Cây bùm sụp. Dâm bụt. À, chả dâm bụt nhưng mà màu hoa gì? Hoa đỏ. Màu hoa đỏ. Cũng là một cái gốc dâm bụt cổ. Đúng không? Yeah. Rất lâu năm rồi. Trẻ thân và lũa đã tạo thành mấy nhánh ấy? Năm à? Cái này cây thiên nhiên. À, cây thiên nhiên. Đúng rồi. Hôm nay mà nó đeo ít hoa này hay quá nhỉ? Vì mình lại vừa cắt nữa luôn. Cắt để thu tán luôn cho nó gọn. Được rồi. Cây này đoạn sau chơi cứ để thế này thôi. Để tán nón này thôi, tán ô này thôi. Bao nhiêu tiền cây này? Cây này 20. 20 triệu. Thế vào đây là cây hoa dây Mỹ à? Dây Mỹ. Cây này 12 triệu. 12 triệu cây này. Rồi. Còn cây nào đặc sắc nữa? Cây này có chứ. Nó đang gọi đến cây kia. Vâng, có thể tôi lại được chứng kiến cái cuộc giao dịch đã thành công. Để cho anh em đi. Nói cái giá bao nhiêu? Cây này anh giao lưu với giá bao nhiêu anh? Cái này anh em người ta giữ giá. Rồi. Về người ta mua bán lại. Thì là giá bao nhiêu? Em mua về chơi mà. Mua về chơi à? 13 triệu. 13 triệu hả? Sam Ngọc. Một tác phẩm Sam Ngọc lũa thân nghệ thuật. Giao dịch với giá 13 triệu. Đang làm ở chương trình cách đây có 10 mét thôi thì kênh gọi đến. Gần một năm về trước thì vườn Lâm Trung Nghĩa Đỗ Sinh đã đến thăm và làm những cái chương trình ở khu vực Trấn Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Số lượng cây của Lâm Trung Nghĩa trong một vườn cảnh tương đối nhiều, có đến hàng trăm cây. Những cái mai mini này thế nào Nghĩa ơi? Mấy cây mai này là một cây 5 triệu bác ơi. Cứ mỗi cây 5 triệu hả? Dạ. Rồi. Nghĩa này á.
số lớn kìa, diện số lớn kìa, diện số lớn kìa. Đây nè, nè, diện số lớn kìa. Qua đây nè. Ôi, ôi, ôi. Anh em tao mua lại nè, có giao lưu không nè. Qua đây. Đây, chủ nhà đây. Cho cho mình. Hả? Rồi bao nhiêu có giá vậy ta? 20. Vâng, chúng tôi lại được tham khảo một tác phẩm Linh Sam đúng không? Linh Sam à? Linh Sam, Linh Sam. Anh em đang nói chuyện luôn. Ừ. Sao tính sao giao lưu với anh em ta giá là sao? Đâu ông anh đâu nhỉ? Đây nè. Anh ở đâu? Vâng, cái Linh Sam được báo giá là 20 triệu. Có nhậu nhà em mượn anh tá hả? Nhậu anh tá anh Mỹ đồ với nhau ơi. Đến đây Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những video sau để tham khảo với các bạn khu vực cây thương mại tại Festival Bonsai Châu Á Thái Bình Dương, Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh. Tính mấy ngày nữa xuống rồi, mua cây dưới đó.